Giới thiệu cho các bác, đây là sale bán rẻ cho các bác nè. Một cái bếp mà giá chỉ có là 800 ngàn thôi. Bếp từ đôi, cái bếp này là thuộc khúc VIP điện 100V nè. Nó bị tình trạng do vận chuyển nó bị nứt kính, nhưng mà xài được bình thường. Đó. Cái xay ngang của nó đậm đáy thước không thôi. Cái bếp này nè là mình dùng dương hay là âm đều được. Thì cái bếp này là nó dùng cái diện cái gì? Nó nhỏ, để dành cho mình không gian bếp mình nó nhỏ, hoặc là học sinh sinh viên gì đó ở phòng trọ, người mà kiểu như là mình thích nhỏ nhỏ gọn, nhưng mà em mới tin luôn như chưa xài luôn các bác, nhưng mà do là vận chuyển thì nó bị nứt vậy đó. Bán có 800 ngàn thôi. Bếp này nếu mà hâm là 1,8 triệu đâu, cái 1,8 triệu 7 á. Sản xuất của bếp này là 2022 luôn nè, điện áp 100 nè, công suất là 2.400W. Đó, bây giờ em đo rồi em sẽ test cho các nè, ngon lành không, mới tin luôn đó. Tiếc là nó bị cắn vậy thôi nè. Em quay các cận cảnh nha, giá có 800 ngàn thôi, nhanh tay các bác, chỉ duy nhất một cái này thôi. Rồi thêm đo nè, nó là cái này bị dập nha đó, 46 47 gì nè, 8 đó, ngang thì nó nhiêu đây, 30 xuống thì nó bao nhiêu đây, 10 cm. Rồi bây giờ mình xài bao cho các bác là bao xài bao ok luôn, thanh lý rẻ 800 lỗ đứt đường luôn đó. Đặt cái bếp lên cho em nhắn giữ đây 3 giây đó, nấu cái bếp này thì bấm bên đây đó, ngon lành hiện nào không, nè nước sẽ sôi trong tích tắc. Rồi đây các bác, thì em test này hai bếp từ sơn ngon lành hết nè đó, thấy chưa đó. Liên hệ cho em 0919407501 đó, bao soi bao ngon lành cành đào như các bác luôn, chụp video gửi qua Zalo 0919407501. Em cảm ơn các bác, chân thành cảm ơn.